Xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn Trong video ngày hôm nay Thắng xin được chia sẻ bộ đề thi trắc nghiệm lý thiết lái xe California năm 2025 Gồm 760 câu đề thi mới nhất của DMV Trước khi đi vào video mọi người hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho Thắng Và nhấn vào cái chuông để nhận những thông báo mới nhất từ những video của Thắng Xin cảm ơn tất cả mọi người Đề thi trắc nghiệm số 3 câu 81 đến câu 120. Câu 81, bạn không được vượt trong phạm vi bao nhiêu feet tại ngã tư trên cầu, đường hầm hay đường giao cắt với đường sắt A 300 feet, B 200 feet, C 100 feet. Đáp án C 100 feet. Câu 82, khi đậu xe xuống dốc bánh xe trước của bạn được quay như thế nào? A. Hướng vào là đường và gài phanh tay. B. Hướng ra là đường và gài phanh tay xe song song với lề đường và gài phanh tay. đáp án A hướng vào lề đường và gài phanh tay. Câu 83 lề đường được sơn màu trắng dành cho nguyên tắc đổ xe như thế nào? A đổ xe khoảng thời gian hạn chế được dán trên biển báo hoặc sơn trên lề. B đón trả hành khách và bóc dỡ hàng hóa. C cấm dần đứng đợi hoặc đổ xe. C chỉ dừng xe trong thời gian vừa đủ cho người lên xuống hoặc bỏ thư. Đáp án D, chỉ dừng xe trong thời gian vừa đủ cho người lên xuống hoặc bỏ thư. Câu 84, ai có quyền ưu tiên tại các giao lộ? A, người đi bộ, B, người lái xe ô tô, C, người đi xe đạp. Đáp án A, người đi bộ. Câu 85, bạn nên làm gì khi vượt người đi xe máy? A, chia làn đường và vượt nhanh, B, chia làn đường và vượt chậm, C, đi hết làn đường khác. Đáp án C, đi hết làng đường khác. Câu 86, bạn nên làm gì nếu định lễ trái và xe chạy tới báo hiệu lễ phải? A, đợi xe tới bắt đầu lễ. B, bắt đầu lượt của bạn. C, bấm còi. Đáp án A, đợi xe tới bắt đầu lễ. Câu 87, bạn nên ra khỏi bùng binh ở làng đường nào? A, ở làng đường bên phải trừ khi bạn đi thẳng. B, ở bất kỳ làng đường nào có sẵn. C, ở làn đường bạn đã đi vào. Đáp án C. Ở làn đường bạn đã đi vào. Câu 88. Bạn nên làm gì khi ra khỏi đường cao tốc? A. Vượt qua các đường liền nét. B. Sử dụng tín hiệu phù hợp và duy trì tốc độ an toàn. C. Vượt nhiều làn đường cùng một lúc. Đáp án B. Sử dụng tín hiệu phù hợp và duy trì tốc độ an toàn. Câu 89. Nếu bạn không đủ khoảng trống để băng qua đường lây hoàn toàn, bạn nên A. Tiếp tục kích hoạt đèn nháy khẩn cấp. B. Đợi cho đến khi đường thông thoáng. C. Di chuyển sang bên trái. Đáp án B. Đợi cho đến khi đường thông thoáng. Câu 90. Khi trời quá nóng, bạn nên A. Giữ tốc độ cao và ổn định. B. Theo dõi đồng hồ đo nhiệt độ. C gồm bật điều hòa. Đáp án B. Theo dõi đồng hồ đo nhiệt độ. Câu 91. Giới hạn tốc độ cho các phương tiện kéo rơ móc hầu hết trên các đường xe lộ ở California là bao nhiêu? A. 45 dặm trên giờ. B. 55 dặm trên 1 giờ. C. 65 dặm trên 1 giờ. Đáp án B. 55 dặm trên giờ. Câu 92. Vận tóc tối đa trên xe lộ hai làng không có giải phân cách. A. 65 dặm trên 1 giờ. B. 55 dặm trên 1 giờ. C. 45 dặm trên 1 giờ. Đáp án B. 55 dặm trên 1 giờ. Câu 93. Việc bám sát ảnh hưởng như thế nào đến khả năng phản ứng của bạn khi phanh gấp? A. Nó cung cấp không gian rộng rãi để phản ứng. B. Nó giúp bạn phản ứng nhanh. C. Nó làm giảm thời gian phản ứng của bạn. Đáp án C. Nó làm giảm thời gian phản ứng của bạn. Câu 94. Khi mặt trời xuống thấp ở đường chân trời, bạn nên A. Lái xe đến gần vạch giữa đường hơn. B. Bật đèn pha. C. Quay cửa sổ xuống. Đáp án B. Bật đèn pha. Câu 95. Vùng an toàn là gì? A. Không gian dành riêng cho người đi bộ B. Làn đường chống cạnh giải phân cách cao tốc C. Vùng làm việc được đánh dấu bằng hình nón màu cam Đáp án A. Không gian dành riêng cho người đi bộ Câu 96 Lẽ phải khi gặp mũi tên màu đỏ A. Được phép sau khi dừng xe và nhường đường B. Không bao giờ được phép C. Được phép đi từ đường một chiều vào đường một chiều Đáp án B không bao giờ được phép. Câu 97. Rủi ro đáng kể nhất với túi khí. A. Nó có thể phòng lên quá chậm. B. Nó có thể nổ. C. Ở quá gần nó. Đáp án C. Ở quá gần nó. Câu 98. Bạn nên làm gì khi gặp cảnh sát thiết lập điểm dừng giao thông? A. Bật đèn khẩn cấp phía sau và đi chậm theo sau xe cảnh sát. B. Dừng lại ở làn đường của bạn và đợi cho đến khi bạn có thể đi tiếp. C. Vượt qua tầng cha bên phải. Đáp án A. Bật đèn khẩn cấp phía sau và đi chậm theo sau xe cảnh sát. Câu 99. Bạn bị cấm quay đầu xe ở đâu? A. Trước chạm cứu hỏa. B. Tại ngã tư. C. Trước đồn cảnh sát. Đáp án A. Trước chạm cứu hỏa. Câu 100 Một trong những mối nguy hiểm khi lái xe qua vùng nước quá nhiều A. Mất khả năng chống nước của xe B. Lãng phí nhiên liệu C. Bị cuốn ra khỏi đường Đáp án C. Bị cuốn ra khỏi đường Câu 101 Điều gì là đúng về việc bật đèn báo lẽ khi di chuyển trên đường cao tốc? A. Bật đèn báo lẻ ít nhất 10 giây trước khi bạn đổi làn đường B bắt đầu bật đèn báo lẽ khi bạn đã di chuyển sang làn đường khác. C. Bật đèn báo lại ít nhất 5 giây trước khi bạn đổi làn đường. Đáp án C. Bật đèn báo lẽ ít nhất 5 giây trước khi bạn đổi làn đường. Câu 102. Bạn chỉ có thể rẽ trái khi đèn đỏ từ A. Đường một chiều vào đường hai chiều, B. Đường một chiều vào đường một chiều, C. Đường hai chiều vào đường hai chiều. Đáp án B đường một chiều vào đường một chiều. Câu 103. Làm thế nào để duy trì đủ khoảng không gian xung quanh xe của bạn? A. À, Chánh lái xe song song với các xe khác. B. Đi vào điểm màu của người lái xe khác. C. Giảm thiểu khoảng cách với xe phía trước để quan sát. Đáp án A. À, tránh lái xe song song với các xe khác. Câu 104. Sau khi mua xe, bạn phải sang tên đổi chủ trong vòng A. 5 ngày B. 10 ngày C. 30 ngày Đáp án B. 10 ngày Câu 105 Bạn nên làm gì nếu xe của bạn bị kẹt trong tiết hoặc bùn? A. Quay bánh xe để tăng lực kéo B. Vào số cao và tăng tốc C. Lặp lại chuyển động tiếng rồi Đáp án C. Lặp lại chuyển động tiếng rồi Câu 106. Khoảng không gian được đề xuất cần thiết để tham gia giao thông khi dừng hẳn trên đường thành phố là bao nhiêu? A. nửa dãy nhà khoảng 150 phút B. một dãy nhà khoảng 350 phút C. nửa dãy nhà trở lên khoảng 700 phút Đáp án A. nửa dãy nhà khoảng 150 phút Câu 107. Điểm nào đúng về xe tải lớn? A. Chúng có khoảng cách dừng ngắn hơn hầu hết các ô tô. B. Chúng có điểm mù nhỏ hơn hầu hết các ô tô. C. Họ cần nhiều không gian hơn để di chuyển. Đáp án C. Họ cần nhiều không gian hơn để di chuyển. Câu 108. Ở làn đường lẽ trái ở giữa bạn có thể lái xe A. Chuẩn bị để rẽ phải. B. Lên đến 200 feet. C. Vượt xe chạy chậm. Đáp án B lên đến 200 feet Câu 109. Trong trường hợp nào được chấp nhận đậu xe trên lối qua đường dành cho người đi bộ? A. Chỉ khi lối qua đường không được đánh dấu. B. Chỉ giữa hoàng hôn và bình minh. C. Không có tình huống nào. Đáp án C, không có tình huống nào. Câu 110. Nên điều chỉnh đai thắt lưng của dây an toàn như thế nào để đảm bảo an toàn? A. càng cao càng tốt. B. ôm sát hông của bạn. C. lỏng lẻo để tăng sự thoải mái. Đáp án B. ôm sát hông của bạn. Câu 111. Giao thông từ một trong hai hướng phải dừng khi xe buýt trường học đã dừng trên A. bất kỳ đường cao tốc nào ở tiểu bang này. B. Xe lộ hai làn xe không có giải phân cách C. Xe lộ có giải phân cách có 4 làn xe trở lên Đáp án B. Xe lộ hai làn xe không có giải phân cách Câu 112 Khi lái xe với đèn pha chiếu xa trong sương mù A. Chúng cho phép bạn lái xe nhanh hơn B. Chúng cải thiện tầm nhìn của bạn C. Chúng có thể phản chiếu lại với cây chối Đáp án C, chúng có thể phản chiếu lại với gây chói. Câu 113, bạn cần bằng chứng về trách nhiệm bảo hiểm A, chỉ khi bạn có mặt tại tò C, chỉ sau một vụ tai nạn C, bất cứ khi nào bạn lái xe Đáp án C, bất cứ khi nào bạn lái xe Câu 114, bạn nên làm gì nếu một chiếc xe chỉ có một đèn tiếp cận bạn vào ban đêm A. Lái xe càng xa về bên trái càng tốt B. Lái xe như bình thường C. Lái xe càng xa về bên phải càng tốt Đáp án C. Lái xe càng xa về bên phải càng tốt Câu 115 Nếu xe đã dừng lại bên lề đường sau khi xe bị hỏng, cách an toàn nhất A. Đứng sau xe và cảnh báo người khác B ở trong xe cho đến khi có sự trợ giúp C đi bộ dọc theo xe lộ để được trợ giúp Đáp án A đứng sau xe và cảnh báo người khác Câu 116 Khi nào bạn có thể đeo tai nghe ở cả hai tay khi lái xe A nếu bạn có thể nghe thấy tiếng xe cộ xung quanh mình B không có tình huống nào C nếu bạn để cửa sổ mở Đáp án B. Không có tình huống nào. Câu 117. Trên cao tốc bạn nên quan sát xung quanh của xe mình và A. Ít kiểm tra gương hơn. B. Bám sát phía sau các xe khác. C. Chú ý tín hiệu từ các lái xe khác. Đáp án C. Chú ý tín hiệu từ các lái xe khác. Câu 118. Khi nào trẻ vị thành niên được phép sử dụng điện thoại di động khi lái xe? A. Không có tình huống nào B. Khi sử dụng thiết bị lãnh tay C. Khi thực hiện cuộc gọi hỗ trợ khẩn cấp Đáp án C. Khi thực hiện cuộc gọi hỗ trợ khẩn cấp Câu 119 Người điều khiển phương tiện đang dần phải xuất trình những giấy tờ gì khi cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu A. Giấy khai sanh và sao kê ngân hàng B. Bằng lái xe, bằng chứng bảo hiểm và đăng ký xe C. Bằng lái xe và thẻ an sinh xã hội Đáp án B. Bằng lái xe, bằng chứng bảo hiểm và đăng ký xe Câu 120 Câu nào sau đây là đúng về xe vận tải lớn? A. Xe vận tải cần một khoảng cách xa hơn để ngừng so với xe hơi thường B. Xe vận tải có hàng hơi sẽ giúp xe có thể ngừng lái ngay C. Xe vận tải dễ điều khiển hơn xe hơi thường. Đáp án A, xe vận tải cần một khoảng cách xa hơn để ngần so với xe hơi thường.